Dạ xin chào quý vị khán giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ bây giờ là 5 giờ chiều thứ năm ngày 26 tháng 8 2021. Khương Dừa mới vừa ra đầu ngõ để Khương Dừa nhận một bịch khoai lang. Đây bà con cô bác, khoai lang nè, ngon không? Củ nào cũng lấy mập mạp to tròn nhìn đã ha. Cái này của một bạn làm ở dưới xã, bữa giờ bạn trực chốt. Cái Khương Dừa cũng có gửi chốt của các bạn cái này kia. Cái hôm nay chắc bạn nhận được, chắc người ta cũng cho bạn ít khoai lang á. Các bạn đi làm về bạn ngang bạn ghé bạn cho mấy củ khoai lang, nhìn muốn rớt nước mắt luôn bà con quá. Lần đầu tiên sớm Khương Dừa được được cứu trợ được cứu trợ này khoảng 2-3 kg khoai lang gì đó. Giờ vô vô nấu ha, nấu cả sớm cùng ăn. Trời ơi cảm ơn bạn rất là nhiều luôn á, rất là quý. Ở đây là không quan trọng là ít hay nhiều hay là ngon hay dở, mà quan trọng là tấm lòng đó, mà có cái gì người ta chia sẻ với mình là mình vui, một củ khoai cũng vui đó. Quý bà con thân, cô bác thân mến, thì tối nay thì Khương Dừa sẽ về tiếp 2.500 trứng, dạ rồi kết hợp với lại 5 tấn gạo, với lại ngày mai sẽ về thịt, về thịt cái gì nữa, thịt rồi rau củ quả gì đó cũng đang liên hệ để về. Thì ngày mai khớm Khương Dừa cũng sẽ để coi bắt đầu, nếu mà ngày mai làm kịp thì Khương Dừa sẽ chuẩn bị những cái phần quà, tiếp tục gửi quà tới cho bà con cô bác ở những điểm khó khăn. Hiện tại thì Khương Dừa cũng đang nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ đồng hành của quý bà con cô bác mạnh thường quân. Một mặt nữa Khương Dừa cũng nhận được rất là nhiều thông tin của quý bà con cô bác, họ đang gặp khó khăn, có người gọi trực tiếp cho Khương Dừa, còn có người thì gọi qua hotline, có người thì nhắn qua Facebook, còn có người gọi cho số bán yến, nói chung là gọi để liên hệ Khương Dừa. Thì Khương Dừa đang tổng hợp lại hết, Khương Dừa có điều kiện, có giấy tờ để Khương Dừa đi hỗ trợ được thì Khương Dừa hỗ trợ, hoặc là có xe đi hỗ trợ thì Khương Dừa sẽ chuẩn bị quà, Khương Dừa nhờ xe chuyển tới quà cho bà con cô bác. Tuy nhiên cũng có rất là nhiều bà con cô bác mà những hoàn cảnh mà khó khăn á, mà đã được Khương Dừa giúp trước đây rồi. Khương Dừa giúp cũng nhiều lần rồi, nhưng mà chắc cũng khó khăn, không có cải thiện được. Thì hiện tại thì dịch bệnh cũng các bạn cũng đang gặp khó khăn, nhưng mà các bạn xa xôi quá Khương Dừa cũng chưa hỗ trợ được. Các bạn cũng có nhắn, Khương Dừa cũng có nhận được, nhưng mà Khương Dừa chưa có giúp được, các bạn cũng thông cảm giúp Khương Dừa nha. Rồi thì bà con cô bác thân mến, tính Khương Dừa nghỉ từ một Khương Dừa nghỉ dịch thì từ mấy tây tháng 5 hai mấy tây tháng 5 giờ cho tới cuối tháng 6 đầu tháng 7 thì Khương Dừa bắt đầu làm cái công việc là đi trao quà cho quý bà con cô bác, rồi cũng được sự đồng hành của quý mạnh thường quân rất là nhiều. Thì Khương Dừa làm cái việc này cho tới là tới bữa là 22 tây tháng 8, thì bắt đầu 23 24 25, nay là 25 25, 23 24 25, bữa nay là 26 rồi. Thì Khương Dừa nghỉ 4 ngày rồi, nhưng hôm qua lên gạo do đang nhập hàng về nên chưa có trao được, thì nghỉ mấy ngày. Thì bữa giờ thì nói chung là cũng được xóm trọ đồ mấy anh em á, nói chung là rất là nhiệt tình hỗ trợ cho Khương Dừa, hỗ trợ và cả bằng cả tấm lòng luôn. Khương Dừa bữa giờ thì Khương Dừa chỉ hỗ trợ cho xóm trọ của Khương Dừa là được lương thực thực phẩm, rồi nói chung lương thực thực phẩm thì đầy đủ, ăn uống đồ thì đầy đủ. Dạ còn được ông ngoại thì hỗ trợ tiền nhà rồi không lấy được 2 tháng. Thì nói chung xóm trọ Khương Dừa thì so với những xóm trọ khác thì cũng đỡ được phần nào đó. Khương Dừa có nói với các anh em thì đại tại Khương Dừa làm YouTube mà bà con cô bác mấy nhỏ thôi đi ra đây mà bà con cô bác phía sau, tại Khương Dừa làm YouTube thì Khương Dừa cũng có do thù lao, cũng có doanh thu á. Thì Khương Dừa mới lãnh được doanh thu á. Khương Dừa hôm nay Khương Dừa có trích ra để Khương Dừa gửi, Khương Dừa trích ra 10 triệu đó. Đây Khương Dừa chuẩn bị sẵn nè, Khương Dừa tính ra, Khương Dừa gửi cho sống trọ Khương Dừa, mà cái Khương Dừa ra nhận khoai cái Khương Dừa mang theo luôn. Thì Khương Dừa sẽ coi như là gửi để cảm ơn các anh em đã hỗ trợ Khương Dừa. Nhưng mà chia sẻ bà con cô bác biết luôn là hôm qua Khương Dừa nói để Khương Dừa gửi cho mấy anh em, thì mấy anh em nói Khương Dừa là thôi mấy anh không lấy, mày gửi vậy là mấy anh không lấy đâu, rồi còn gửi vậy tao lấy, tao không có làm phụ đâu đó. Cho nên là Khương Dừa sẽ nói giống như là đây là một số tiền của Mạnh Thường Quân nói như số tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho Khương Dừa, Khương Dừa sẽ trao cho mấy anh. Dạ coi như là chia sẻ, mặc dù là bữa giờ sớm của Khương Dừa cũng được rất nhiều Mạnh Thường Quân cũng thương yêu,
cũng gửi cho người cũng được, giờ chắc cũng khoảng người nhận một số nhà nhận cũng khoảng 5-6 triệu gì đó, nó cũng khá khá. Nói chung là trong mấy tháng dịch mà nhận được nhiêu đó là rất là mừng. Rồi về phần nhà trọ thì không tốn tiền nè, rồi về phần ăn uống thì có cũng vừa lo đó. Nói chung là anh em cũng rất là vui. Nói chung là mọi người cũng không phải là vì phụ Phương Dừa để được ăn được uống hay được miễn tiền nhà trọ hay được nhận tiền gì hết. Nói chung là mọi người làm bằng cả tấm lòng đó, bằng cái tâm của mọi người. Ngày mai thì sẽ bắt đầu lại đó, cho nên hôm nay Phương Dừa mới coi như là gửi món quà này, và Phương Dừa sẽ nói ra là cái số tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho Phương Dừa, Phương Dừa sẽ gửi cho mọi người thay lời cảm ơn. Cái này là lần đầu tiên mà cái nên hơi mình giống như là tròn, không phải là giống như nói dốc mấy anh với là mấy đứa em sống trọ. Hy vọng là mọi người thì chắc chắn Phương Dừa đăng lên, khi Dừa đăng lên thì mọi người sẽ xem, mọi người sẽ biết đây là số tiền của Phương Dừa. Nhưng mà tới đó mọi người nhận rồi thì có gửi đưa lại Phương Dừa cũng không lấy đó. Để nói chung là thương mọi người lắm, mọi người cũng rất là thương Phương Dừa, cho nên là sớm Phương Dừa sống rất là tình cảm, rất là đoàn kết, rất là yêu thương nhau. Cho nên có nhiều bạn vô nói này nói kia Phương Dừa thấy không đáng quan tâm, tại vì mọi người nói chung là không đáng quan tâm. Dạ rồi thôi, bây giờ Phương Dừa đi vô. Phương Dừa ở đây là cái cửa sắt của anh Quy. Ủa, mới thấy anh lấy ra đâu. Quy ơi, Quy ơi, anh làm gì vậy? Đeo khẩu trang vô anh Quy. Đây là xưởng sắt của anh Quy nè, đeo khẩu trang vô anh Quy. Đây là xưởng sắt của anh Quy, đây là chỗ bữa Phương Dừa quay phim Trùm Nổ nè. Bữa giờ anh bị thất nghiệp quá, cho anh cũng ế nhẹ luôn, nên xưởng rất là sạch sẽ. Xưởng mà sạch là coi như là ế lắm. Anh làm gì anh Quy? Anh tắm hả? Em vô phòng quán anh xíu được không? Tắm xong chưa? Mới vô. Mới vô hả? Để em vô kỳ lưng cho anh nha. Thôi hả? Vậy đợi em xíu nha. Vậy anh tắm đi. Ảnh thì làm cũng cốc cặp là con cô bác. Làm cũng bữa được bữa không. Nói chung là cũng có nửa làm với ảnh đó, cũng đủ sống. Nhưng mà đang dịch này thì nói chung là thua đó. Thì anh có chiếc xe ba gác đó, chiếc xe ba gác cặp tàn của anh nè. Rồi anh phụ Phương Dừa, bữa giờ Phương Dừa cũng có phụ tiền xăng cho anh, phụ tiền xăng đầy đủ lắm nha. Anh không chịu nhận mà Phương Dừa bắt buộc phải nhận, không nhận Phương Dừa đâu có dám nhờ nữa. Rồi mà để mai mốt hết dịch anh làm lại, anh có tu sửa gì Phương Dừa sẽ hỗ trợ cho anh. Nói chung là anh em Phương Dừa sống tình cảm lắm chứ. Bà con cô bác nhiều khi lạ lẫm vô, cái người ta mới xem, người ta không hiểu mình, cái người ta nói mình này kia, nói mình lợi dụng sống trọ, khổ ghê. Đây nhà của anh Tâm, ai mà chòm sớm mà. Đây là nhà phòng có bánh mì. Hôm nay khoai có nhiêu đây nên sẽ để nấu để ăn chung. Đây là phòng bánh mì và con cô bác. Đây. Có đeo khẩu trang đi. Bánh mì thì có hai vợ một con. Ủa lộn. Gì? Nói gì vậy? Cho củ khoai lang nè. Đây là thằng nhỏ của con bánh mì. Ừ, cũ đó nha. Có một Mạnh Thường Quân cũng gửi tiền cho anh, thì anh cứ đi cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân, rồi anh đi gửi sắm trọ mình người 1 triệu để có chi tiêu, rồi ngày mai bắt đầu lại công việc ha. Nè, của anh mì, cảm ơn anh mì nhiều nha. Mạnh Thường Quân dấu tên rồi. Rồi à, thấy thương lắm, rất là hiền lành, rất là siêng năng. Đây này phòng của con nữa, đây là Xuyến vợ con nữa, có hai đứa con, một đứa trai đứa con gái, bên kia hai thằng trai. Có Mạnh Thường Quân gửi cho anh tiền nè, anh bữa giờ anh giữ anh chưa trao nên anh trao cho một người 1 triệu. Mạnh Thường Quân giấu tên, rồi ngày mai bắt đầu sớm mình sẽ trở lại công việc ha. Rồi nè, không có gì uống nữa rồi, đứa ngoài hả? Cho mình cũng nè, để lát nấu ăn chung mày. Đó. Đây nè, lên nè, lên hình cho nội ngoại thấy coi. Cho nội ngoại thấy coi, nội ngoại đỡ nhớ coi. Hả? Chào quý khán giả coi. Hai đứa. Ơi, giỏi. Đây là phòng của vợ chồng Sim. Sim đi làm rồi. Sim đi làm rồi, chỉ còn có con Chiến ở nhà hà. Hồi sáng này sớm tôi vừa mới test Covid đó bà con cô bác.
rất vui khi sớm xuống dừa là âm tính hết, rất là vui, rất là mừng. Có Mạnh Thường Quân họ gửi tiền cho anh nè, anh gửi cho em, Mạnh Thường Quân dấu tên, gửi người 1 triệu. Dạ, cảm ơn chị. Sao biết chị? Tối ngày hả vậy? Sao biết chị? Nè, giữ gìn thôi, cảm ơn Đại đi, cảm ơn Mạnh Thường Quân dấu tên. Ờ, hiền dễ thương lắm, ở nhà cũng khó khăn, sim nó giờ nó phải vô xưởng nó làm. Vô xưởng làm thì ở trọng suốt, nó không có về. Thì giờ có con sang chiến ở nhà, nói chung cũng tại cái tính thì có ít nói, ít ra để ngồi nói chuyện với mọi người, nhưng mà khi làm là có mặt đầy đủ. Đây coi, đây giờ còn ai ta, thế mới nhận được 1 triệu gọi cho chồng báo liền. Chồng điện, chồng điện hả? Ủa sao hay vậy? Nó hay, nó biết hay vậy? Đang coi. Đã, đúng rồi, khỏi điện canh, tại vì canh ai ta, canh bánh mì với thằng Phong. Nửa nè, sắp lên nữa. Nửa nè hả? Nhưng mà trời. Nhưng mà thằng nửa không có đáng ngại bằng thằng Phong. Đây chị Út giữ ha. Đây có một Mạnh Thường Quân dấu tên gửi cho sớm của mình. Rồi. Dạ, cho chị. Nói chung là rất là quý. Nửa rồi không? Nút rồi anh Tâm. Trời ơi, hai ngồi cách thước ơi. Hai thước. Mới test sáng mà. Mới test rồi, sáng giờ chưa đi đâu, chưa gặp ai ha. Đó bà con cô bác thông cảm, tại sớm Thương Dừa là cũng như là tinh thần tự quản rất là cao. Đi ra ngoài cũng vậy, cũng không có dám tiếp xúc, sợ mình sợ ảnh hưởng mọi người, cũng sợ mọi người ảnh hưởng mình. Nói chung là dịch bệnh này nó như mọi người lạ thì tránh ra cho nó an toàn. Đó rồi ở ngoài cũng không vô đây được. Thì mấy anh em ở trong đây giống như giờ giống như một gia đình lớn luôn rồi đó. Thật sự giống như một gia đình lớn, ví dụ giống như gia đình của Khương Dừa ở đây đi. Mấy thì gia đình thì mình ăn cơm nước đồ chung này kia sinh hoạt chung, còn ở đây mấy anh chị trong đây là mấy anh chị mấy em trong đây giống như là một gia đình lớn vậy đó. Nhưng làm chung. Đó cho nên test người đầu tiên mà thấy là âm tính là thấy là mừng rồi đó. Bắt đầu mấy người sau là chắc chắn không bị gì hết. Đó, tại vì làm chung suốt ngày luôn mà suốt tháng luôn mà. Rồi đây có Mạnh Thường Quân gửi 1 triệu nè anh An Tâm, gửi cho sớm mình nè anh giữ nha. Rồi, đó. Cảm ơn Khương ha. Dạ dạ. Rồi mai bắt đầu nha. Rồi hai anh chào Khoai đi. Giống như vô chào Khoai lát, luộc lát mới ăn. Chứ à, Khoai lang chứ không lẽ giờ chiên ngưỡng cũ. Mới vô mình cho hết rồi mà. Hả? Mình cho hết rồi mà. Đó người ta cho mình nè. Người ta cũng cho mình nè. Ừ. Khoai ngon dữ trời. Con đứa trực chốt ngoài xã nó cho mình thấy hư không? Khoai đã ghê tới. Mà khoai giống khoai Nhật hả? Khoai này chốc khoai mở thôi, chứ không phải khoai Nhật đâu. Khoai này mới độ mới đào luôn á trời. Nè, ngon ghê, ngon luôn á. Này cái này củ mì. Khoai. Sao giống củ mì à, khoai mà khoai nào lại dạng như khoai bình ti vậy đó. Ủa khoai ngộ vậy ta? Ừ. Rửa đi anh, rửa nó để đi này. Lần đầu tiên sống Phương Dừa được tặng luôn á bà con quá. Mình nấu con gà. Gà. À bữa giờ nó chú vợ cũng có được tặng mà quên. Bữa giờ mấy anh chị ở dưới quê cũng gửi đồ lên nhiều mà, nhưng mà hôm nay mới được là ở dưới bên mấy chị bà mấy chốt gửi quà ngược lại, rất là vui. À, còn ai nữa ta? Còn gia đình Phong với Nguyệt. Nó ngủ rồi con. Sung sướng không? Đó, không làm gì nó ngủ vậy đó. Phè cánh ngủ luôn. Giờ làm gì cho nó vui ta? Ai biết đâu. Này nó hay liệu lắm, nó liệu lắm kia nè. Phong vậy Phong. Vậy em nói. Ơi. Này cầm chuyện đi mua nước đá mà đây. Vậy. Mua nước đá. Đá. Mua đá. Vậy mua đá. Có tiền. Vậy mua đá. Có tiền hả? Có tiền rồi. Vậy đi mua đá. Nói chứ có Mạnh Thường Quân gửi cho 1 triệu nè. Có Mạnh Thường Quân gửi cho em 1 triệu nè. Tiền nhiều quá vậy. Nè. Ừ. Mạnh Thường Quân gửi. Thiệt. Nè. Mạnh Thường Quân gửi thiệt mà. Thật tao có mình xưa giờ bộ làm như bữa giờ không Mạnh Thường Quân không có gửi gì vậy. Thiệt. Tôi đang quay clip đàng hoàng nè, Mạnh Thường Quân cảm ơn nè, cảm ơn Mạnh Thường Quân đàng hoàng nè. Có người ta gửi về. Có Mạnh Thường Quân gửi về, thiệt. Ai? Mạnh Quân dấu tên. Thiệt mà nãy giờ tôi đi trao từ đầu này còn dưới đây nè. Thiệt bộ. Cảm ơn, khoanh tay cảm ơn đàng hoàng. Ai?
Có ai gửi tiền cho bà không? Hả? Có ai gửi tiền cho bà không? Có. Tao nói góc mẹ mày. Cảm ơn em. Thằng thứ gì đâu. Chơi lấy lại đem thôi. Ừ, nó sợ anh cho nó. Còn 1 triệu 2 triệu 3 triệu 4 được. Phong. Dạ. Dạ. Cái này là Mạnh Thường Quân dặn Thương Dừa gửi cho những người phụ. Còn có hai vợ chồng ở đây phòng số 4 thì cũng mấy không biết, bây giờ nó không phụ thôi. Thôi bữa giờ mình cũng có chia sẻ rồi thôi. Dạ. Em phụ luôn hả? Em phụ thì có một Mạnh Thường Quân nữa sẽ gửi em nhiều lắm. Rồi còn trong còn ai ta? Còn Nhân. Còn Nhân với lại bà Bảy với lại ông Bảy. À, còn 4 phòng nữa. Này bé Nhân. Bé Nhân nó là bà con cô bác. Chia sẻ bà con cô bác luôn. Bữa giờ mình quay cái giỏng này mà mình quên giới thiệu, đây là cái chỗ ngủ của Nhân nè. Đó, con đây là phòng của anh Út. Mà trong đây thì anh Út là tới hai vợ chồng, mà hai vợ chồng anh Út là nằm hết chỗ rồi, gọi phần pin nó bự chảng nữa. Cho nên là Nhân tối nó ngủ ngoài đây. Đó, nó ngủ mấy tháng rồi đó. Nó ngủ ở đây nè, mà Khương Dừa nói bữa mai chiều cái kho không có ấy nữa thì cứ lên đó ngủ đi, có sao đâu. Mà nó không chịu, nó ngủ quen giỏng là sao á. Có một Mạnh Thường Quân dấu tên, gửi cho sớm mình người chịu nè, gửi cho em. Cảm ơn ơi, thân tay cảm ơn. Ờ. Vậy chứ bữa giờ là cũng được bà con cô bác thương như lắm nha. Gửi cho sớm trọ rồi nhắc phải gửi riêng cho nó, là bữa giờ nó nhận chắc cũng nhận sao, nhưng mà giờ cũng hình như cũng bằng bằng với mọi người, cũng phải được mấy triệu rồi đó. Mà bữa giờ thì dịch thì không có xài, không có xài cho nên còn nguyên, nên hết dịch coi như còn được một chút vốn để đi làm. Dạ. Rồi, rồi đây là phòng bà Bảy. Khương Dừa hay ghẹo bà Bảy lắm. Em Bảy ơi, em Bảy cười cười em làm gì trong em Bảy Bảy không, tôi công nhận là giờ dịch là bà Bảy không mấy số ở nhà, trắng trẻo mập mập lên dễ thương không, tươi trẻ lên. Vậy làm gì ăn nữa hả? Làm mực á. Hết nước đá giờ sẽ đẩy hư á. Vậy hả? Ừ. Đâu bà Bảy mua hết đâu? Bảy mua ở ngoài siêu thị, mua mấy bữa trước á. À. Giờ hết rồi. Ờ, đây bà Bảy ở mình nè. Đó, một phòng. Có Mạnh Thường Quân gửi tiền. Là Bảy. Gửi cho Bảy nha. Dạ. Đừng đưa dư ở lỗ. Dư dư làm có dư vậy. Dư phải lỗ. Mà chứ bữa giờ bà Bảy cũng là bà Bảy mới lãnh được 1 triệu gửi đợt sau nữa hả? À, là bữa giờ dịch là bữa giờ dịch Bảy nhận được 2-3 triệu rồi hả? 3 triệu rồi đó. Ồ, tính là Bảy nhận được 3 triệu, ba Thương Dừa cho 2 triệu rồi được 5 triệu. Bữa giờ lắc nhắc rồi, bữa là cũng được. Mua được cái máy nè, bà kêu em bà mua mấy ngày trước lâu. Trời, dữ vậy được coi. Trời, mua máy luôn hả? Bao nhiêu? 3 triệu. À, 3 triệu hả? Chúng có ghé mua tưởng. Em bé mua giùm 72 đồng, mới nằm mới nghe nhạc thôi. À, nghe nhạc thôi không? Buồn không phải không? Sim vậy chứ không có nghe, không có gọi đi được. Tưởng không, mà bà Bảy mua cái này bằng người gọi FaceTime với anh ấy nè. Chứ ghẹo bà Bảy. Chứ bà con cô bác thông cảm, tại vì bà Bảy bà ở đây mình nè. Không phải không giống như mình là mấy người trẻ, cái mình đi vòng vòng á, mình nói chuyện đồ, mình làm lụng ăn uống đồ cũng vui. Còn bà Bảy ở trong phòng này bà Bảy buồn lắm, cho nên bà Bảy để cái này để nghe nhạc. Dạ. Dạ rồi, ok bà Bảy. Cái này còn Huy với ông Bảy. Nè bà Bảy. Dạ. Này có Mạnh Thường Quân gọi bà Bảy nhiêu triệu nè. Bữa giờ bà Bảy với ông Bảy với bà Diễm cũng phụ. Dạ. Rồi cảm ơn bà Bảy nha. Chúc bà Bảy sức khỏe. Đó xong. Còn này là Huy. Còn Huy với bà con cô bác. Mấy Nhân khi vừa kêu nó hết dịch thì ủa hết khi nào cái kho đó trống lên cho nó ở đi, tháng nó cũng nhiêu đâu. Có gì cho nó cũng được, gì mà nó không chịu, nó thích nằm vậy sao. Dạ rồi, còn 1 triệu này đây phải gặp Quy luôn. Dạ, gặp Quy, chào Quy, Quy dễ thương lắm. Rồi ngày mai sớm của Khương Dừa. Mai sớm của Khương Dừa là sẽ tiếp tục chuẩn bị lại cái công việc. Đó. Quy tắm xong chưa ta? Kéo khẩu trang lên. Quy tắm xong chưa? Ở trọng thì con Nhân thì nằm ngoài vỉa hè, còn ở đây con Quy
nằm xe đây. Quy ơi, tắm xong chưa? Quỷ thần ơi, vô ghẹo luôn. Trời trời trời, tắm nãy giờ tao đi 10 phút tắm chưa xong trời. Tắm gì dữ thần vậy? Hả? Trời trời, giờ tắm, giờ đang tắm hay đang giặt đồ? Mở cửa ra chào khán giả được không? Sao vậy? Hả? Đang tắm à? Chó khôn ghê, tự chó nó canh liền. Mở cửa ra, có Mạnh Thường Quân gửi tiền nè, gửi 1 triệu nên mở cửa ra nhận chứ. Để em quay clip đi. Thì bây giờ nè, em nhận tiền của Mạnh Thường Quân không? Thì đó, thì giờ em phải đưa cho ảnh. Giờ em quay clip mà thiếu ảnh thì không được. Chị. Giờ em mở cửa ra nhận giùm em coi. Quy. Nhanh lên Quy, em hết thời lượng rồi. Đây là cái xưởng ảnh, ảnh làm cái nhà vệ sinh, anh tắm rửa, anh ngủ nghỉ ở đây. Sao mà sao, đâu rồi? Bước ra được chưa? Ta chưa tắm luôn hả? Chưa. Ủa chắc đâu hả? Mới đâu. Trời, nãy giờ điên vòng chưa tắm nữa. Nó Mạnh Thường Quân gửi cho anh. Này giữ. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn dạ. Mạnh Thường Quân. Dạ dạ. Rồi. Giờ em vô em tắm cho anh nha. Dạ, được. Bây giờ quay clip, cắt clip em vô em tắm cho anh. Người dễ thương quá, cô bác. Nếu mà không có ảnh thì nói chung ảnh cũng một phần chủ lực của cái xóm Phương Dừa. Anh chạy xe suốt rồi. Có ngày á, ngày 22 á, chạy trời ơi, chạy đó ngày đó biết sợ luôn anh Quy. Sợ, biết sợ. Chạy suốt luôn á bà con quá. Rồi còn riêng gia đình của Phương Dừa thì lúc nào cũng vậy, Phương Dừa, gia đình của Phương Dừa thì Phương Dừa sẽ chăm lo đầy đủ. Nói chung gia đình mình nói gì nữa. Còn anh em xóm trọ thì đó là phải chia sẻ. Dạ rồi thôi Phương Dừa xin ai mua gì ta? Ai mua gì chị? Ủa ai mua, gửi mua gì ta? Ai gửi mua gì vậy? Xả bầu gì á? Chắc là đi chợ giùm. Dạ rồi thôi, cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều nha. Chúc quý bà con cô bác thật là nhiều sức khỏe. Ngày mai sớm Khương Duy sẽ trở lại và sẽ nhộn nhịp, sẽ vui vẻ hơn. Hy vọng là dịch bệnh sẽ mau qua. Hy vọng là mọi người sẽ khỏe mạnh và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Bye bye.